Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cái đèn của hãng Yamaha, Yamaha G300. Đó, đèn ngoại hình còn khá là đẹp, nói chung là không có thể xước nhẹ theo năm tháng đó mọi người. Đó, đây, xước ở đây nha mọi người. Được cái trên này được top solid rồi nha mọi người. Đó, mặt gỗ rất là già và đẹp luôn. Ngoại hình thì chế xước nhẹ, không bể vỡ gì nha mọi người. Nói chung là cấu trúc cũng rất còn là ok. Đó, bộ gỗ lưng hông có chỉ lưng rất là đẹp, bộ gỗ dưa số hút rất là đẹp luôn. Đó, cây này thì cần thẳng tắp luôn nha mọi người, bản cần 52 nha mọi người ơi. Đây, bộ khóa đặc trưng của dòng G nha mọi người. Bọn em hay nghĩ cái tay khóa này như là tay khóa của Superman nha mọi người. Đó, bọn em bộ khóa đặc trưng của dòng G nha mọi người. Yamaha G300 nha mọi người. Đó, cho mọi người xem qua. Cái này chảy xước, em thanh lý rẻ cho mọi người chơi nha. Em bán giá 3 triệu 8 nha. Em tặng bao da, em bảo hành 2 năm nha mọi người. Nếu mọi người có ở trong thành phố Hồ Chí Minh gần chỗ em thì mọi người có thể tới chỗ em trực tiếp, tới shop chỗ em luôn. Địa chỉ shop em là 226-8-5 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nha mọi người. Đó. Còn mọi người muốn xem hình chi tiết hoặc là muốn hỏi thêm những sản phẩm khác thì mọi người có thể liên hệ Zalo cho em là 0977-729-819 nha mọi người. Đó. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh.